Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là mẹ mình sẽ làm một món ăn của dân dã miền Tây mà quê mình hồi xưa hồi nhỏ rất là thích. Ai cũng thích ăn hết. Món ăn rất là đơn giản nhưng mà ai ở miền Tây ăn rồi sẽ biết cái món này. Thì ngày hôm nay mẹ mình sẽ nấu món là bánh hỏi nước cốt dừa nha mọi người. Đó. Xin chào tất cả mọi người. Đó. Mọi người ơi, bữa nay trời mưa thấy buồn nhớ quê quá, giờ đi làm món ăn ở dưới quê. Món ăn này nó đơn giản nhưng mà hồi xưa nhà mình rất là thích. Cái này á, là nước cốt dừa. Bây giờ mình thắng nước cốt dừa cho thành bồng con. Rồi cái chút nữa mình ăn với bánh hỏi với nước tương. Mà hả, món này á hả, Ngọc nó là rất là thích cái món này. Hồi xưa là mẹ con nhà mình hay ăn lắm, mà kể cả cái quê của mình ai cũng thích ăn món này. Thì cái món này là nước cốt dừa mình dắt nè nha mọi người. Thì cho vô chút muối. Cho vô chút đường. Rồi vậy xong không có gì hết. Chút nữa mình sẽ làm một chén nước tương ớt. Rồi mình thắng cái này lại cho thành bồng con á mọi người. Rồi cái là trang vô nước tương, trang vô bánh hỏi với nước tương thì ăn thôi. Còn cái nước dừa này chút thành bồng con rồi thì mình cho vô miếng hành lá. Rồi. Rồi đây nè mọi người ơi, nè mọi người thấy nước trong cái nước dừa nó có lợn cận không? Đó, nó lợn cận đặc đặc vậy đó, là gọi là thắng bồng con. Xong rồi cái này nãy mình có cho chút muối chút đường vô đây ha. Giờ chút vô cái tô đi, trong tô này có hành lá nè. Thắng gì là thôi chứ không có cho bột cho gì hết cái nha các bạn. Đây, đây là món ba món bánh hỏi nước cốt dừa huyền thoại của quê mình đây mọi người. Không biết các bạn ở miền Tây có ăn cái món này chưa? Bánh tre là ăn đầy đủ. Bánh tre đây. Bánh tre là biết đầy đủ. Trời Sài Gòn nay âm u mưa gió bão bùng các bạn ơi. Rồi bây giờ sẽ ra ăn thôi, làm chén nước tương nữa ăn thôi mọi người. Đây cô chú ơi, cô xanh làm bò nè. Úi xanh làm bò đi, làm bò cũng em. Ôi bò cũng em. Đâu con làm bò cũng em đi. Rồi nằm xuống, mệt chưa? Nữa không? Thì tiếp không? Tiếp. Rồi nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống làm bò. Làm bò sao? Trời đất ơi. Về miền Tây. Trở về ký ức tuổi thơ nha. Rồi. Xin mời tất cả các bạn. Xin mời tất cả mọi người. Cái này vậy chứ lâu lâu á là con mình đều ăn ở dưới quê, chứ lâu lâu lên Sài Gòn cái nó cũng mẹ mua bánh hỏi về làm cốt dừa ăn đi mẹ. Mẹ cứ làm cho mẹ đi. Ừ, dài. Ủa cái bánh này không cắt hả? Đó, chưa cắt á. Hồi xưa là quấn cái này trong, các bạn biết quấn vô gì không? Mấy người bán người ta quấn trong lá chuối. Hai vòng mà mua 500 đồng 2.000 vậy đó, cái tôi quấn vô. Vui lắm mọi người ơi, mình ở nhà mình ấy có cái chị đó hằng gánh. Sáng khoảng 8 giờ 8 mấy cái là chỉ gánh ngang nhà mình à. Là hả, mấy người hàng xóm của mình quay quần vô mua. Cái người ăn gói vậy đó. Mà hay bữa nào mà chỉ bán mà ế á, mới có ra tới mình. Còn nếu không ế chỉ bán cốc trong kia là hết rồi thôi. Mà ngày xưa á, cái nước cốt dừa này là dạng như cho cũng ít lắm. Ai cũng ăn nhiều quá, lỡ người ta chai cũng chí vậy đó. Bắt đầu mà ăn cái này cha, cái này là cái này mà được chan nhiều ăn mới ngon. Mà mỗi lần xin bả là bả cho chí vậy rồi nước tương. Người ta bán nhiêu đó lượng nhiêu đó rồi. Nước cốt dừa thì mình nước cốt dừa nó vừa béo nè, vừa mặn mặn, vừa ngọt ngọt. Cái sao tại cổ gánh một gánh rồi húng. Nên là cái lượng mà nước cốt của cổ cô làm có chữ hỏi là mình chỉ cắt ớt vô hoặc bầm ớt vô thôi nha mọi người, chứ không có đâm tỏi ớt nước tương với còn nếu mà có cho vô á là mình sắc cái củ sắn non á, sắc thiệt là nhuyễn vô rồi là bắt đầu á hả, cho vô cái chị đó chỉ quậy lên, cái chị múc cái có vài miếng củ sắn vô cái gói bánh hỏi hay ngon lắm. Có bụng quá thấy hấp dẫn, trời mưa nữa. Hôm nay ngồi ngoài chỗ mình để xe nè, chỉ là như vậy thôi nhưng ăn ngon lắm. Bữa nào bắt đầu mọi người làm thử như mình ăn thử ngon không nha. Ăn xong dĩa này bắt đầu hát bài về miền Tây. Ở dưới quê giờ là cũng không còn bán cái món này nữa. Không thấy luôn á. Thấy. Con về con không thấy đâu, mẹ nào. Dưới quê lại giờ cũng không có bán món này nữa. Bán nhiều bánh khác. Bánh gì cũng có nhưng mà
Bánh này là không có. Nhà mình á lâu lâu là thích đi về quê lắm. Về quê là được ăn bánh của dưới quê giống như là mình ở lâu ngày. Giống như mình ở dưới quê hồi nào giờ về cái ăn cái hương vị của quê mình quen. Cho nên mỗi lần về là thích mua bánh với ông ngoại ông biết vậy cho nên lâu lâu ông về quê ông sắp lên là ông gọi điện thoại hỏi muốn ăn bánh gì để ông mua. Cái này nó chỉ khác hồi xưa là không có lá chuối. Hai cái mình nhập hai miếng lá chuối quay lại rồi bỏ vô người ta chan lên ta gối vô. Dưới quê em đâu có này đâu. Đây chỉ miền Tây thôi. Không, miệt ngân là không biết ăn bánh này. Không có bánh này. Mà bữa về thành triệu cũng không thấy. À, giờ chợ mình không còn bán nữa. Chợ mình không còn bán này nữa. À, ngoài đó. Lâu lâu cắn vô miếng hành. Lá thơm lên mũi. Ngọc ơi, thèm không Ngọc? Ngọc là thích món này nhất. Về quê thích món này với lại hủ tiếu chai. Tính là dưới miền Tây có nhiều món ăn vặt đó mẹ. Ăn đơn giản thôi mà thấy ngon. Lâu lâu rồi cái mình cũng nhớ lại. Món này rẻ tiền các bạn. Cái gì cũng béo cũng ngọt. Không có gì đâu. Mua 70 à, nửa ký nước dừa về dắt cút nước cút dừa. Ngày 2 ngày hành lá. Nửa ký bánh hỏi rồi xong. Mua bánh hỏi mình hấp lại cho nóng. Ăn là hết. Sạch sẽ luôn. Mềm lại là ngon. Ăn ngon. Cái này có đậu phộng giả rồi chứ cũng hợp không nè. Có đâu. Cái này ăn vậy thôi, không có thêm gì nữa. Bình thường là ở dưới quê ăn vậy không? Vậy thôi. Béo ghê. Wow. Nhớ hồi xưa bà dì này dì gánh tới chỗ dì Năm ha. Chỗ dì Năm cái là tập trung ai cũng chạy qua. Đáng đắt dữ mẹ. Nhà mình cũng chạy qua bên bà ba cũng chạy qua. Bà đó bà ngày xưa cứ cô ngày xưa bán giờ nếu mà có video nhớ nha. À, chạy qua. Thời Hoàng phim bán chạy qua người ăn gói gói mắc cười lắm. Bên chỗ chỗ mình gì đó chỗ cô dì Hồng luôn. Cho cô Lệ á. Chạy xuống. Bà ghé ra tập trung đó, ăn vui. Được, bán được 50 gói vậy đó. Gói xưa có 500 ngàn. Muốn ăn 500 ăn, muốn ăn ngàn ăn. Tại vì con mà có ăn này là ăn thấy ngon không? Ngon mà. Ăn nó béo, tại cái dừa nó béo béo mặn 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 ngon. Thơm. Có chút đường á. Đường, tương vô. Ở với con ăn sáng gì có xôi bắp xôi rồi mấy loại xôi mẹ không thì cái đó là ngoài chợ đó ngoài chợ bán nhiều còn mà đó, mình mà ở nhà mình á là hàng gánh gánh cho cô đó cô gánh đó. Còn với con xế xế có cô bán tàu hũ tàu phớ đó cái mấy món này đâu biết ăn theo dùng thì cô nói mà vùng miền mà đó. Mỗi vùng mỗi khác nha đâu giống nhau là như bạn vừa trong video này coi nó trời ăn kỳ nhưng mà mình thấy ngon. Tại vì thực chất là quê hương mà mọi người có một cái quê hương nói chung giờ nói chung á mọi người biết không ở thành phố này không thiếu món gì những có tiền là không thiếu món ăn nào hết nhưng mà nhiều khi mình cũng hơi ngán đi cái mình thấy mình lâu lâu mình nhớ đúng dưới rồi. Quê đổi vị cái là mình nhớ dưới quê là mình nhớ món ăn thì mình ăn vậy ngon. Làm ăn có còn ở thành phố có món gì thiếu tiền hồi xưa mày biết cái gì không cái cục bằng con này nè mà có làm cục hơn cục trên chứ nữa bón cục luôn mà xưa tưởng đồ thịt á mỗi lần ăn tới cục đó, nó béo nó đã dễ sợ không biết sao không làm thêm thứ nữa cổ thắng một phần á là cho nó đặt thành cái cục như vậy rồi xong á cổ thắng một phần nước à, đổ vô rồi cái đổ vô đặng cho có cục ở trong cái nhưng mà dừa nếu cái keo nước cốt dừa của dĩ á dạ. Mẹ nhưng mà nước dừa này nếu mình thêm bồng con sâu chút nữa nó thành một vàng vàng rồi thêm nữa là nó kẹo nó đặt lại rồi cổ trang là cả thúng có đầu cổ trang cho đủ rồi các bạn biết không về làm dâu mà nghe mẹ nữa học được mấy món miền Tây món nào cũng có dừa. Ừ. Quê mẹ hay ăn dừa. Món nào cũng có dừa. Gà kho bánh gì dừa, cũng có xả. Dừa. Lương kho cũng dừa xả đó mẹ. Xả dừa. Đúng rồi. Cá bóng á, nhất là cá bóng. Cá bóng kho nước cốt dừa xả ngon lắm. No rồi đó. Ừ.
Món này mau ngon lắm mọi người ơi. Ngon non thì cũng mau đói. Món này mau ngon. Ngon non cũng mau đói. Món đặc sắc nhất có dừa của mẹ là món tôm rang dừa. Con thấy là chan nhiều nhiều cho anh mới đã mẹ. Đúng rồi. Chan nhiều nhiều mới chan nhiều anh mới ngon. Rồi các bạn con ngon chan rồi đó. Bà nào bán cho con chắc bà đó lỗ. Lỗ tiền nước bao dừa. Còn để bác chan cho cái thúng bánh của ông. No. Nó ăn ngon với hai dĩa cái này hơi no. Rồi. Ai thử mình xử cái này. Ăn bác cho đỡ nha. Món tuyệt tiêu của mình đây. Bạn ta nói em. Người đó ăn gì cũng sướng mẹ thấy mà ăn quá trời mà không lên ký. Ăn béo rồi béo. Nhưng mà tại cái dáng người của con là bụng con cũng thon. Có eo. Cho nên con có mập nữa, con không có bụng nên là không có thấy mập. Còn như mẹ nè, mẹ có bụng, mẹ giống bà ngoại. Mẹ có bụng tùy dáng người. Tùy dáng người, cộng thêm á, con Ngọc nó cũng giống mẹ nữa. Cho nên con Ngọc cũng có bụng như mẹ. Có eo, mẹ không có eo. Cái là Ngọc làm nhiều nên Ngọc cũng không có lên ký mấy nè. Về Việt Nam xong hôm qua nó làm xuống ký kia. Làm như Ngọc á là không ăn uống không điều độ. Đính ra làm như Ngọc dễ bị bao tử. Có bữa thì nó ăn còn đường nè. Có bữa ăn đúng giờ, có bữa ăn muộn quá thì dễ bị bao tử. Quậy cho nó xíu nữa cho nó ngọt lên, ngọt lên chút mặn mặn ngọt ngọt. Món này cũng của miền Tây đây. Đường. Ngày xưa anh phải quấy thì heo lên nhé. Không ăn với muối ớt. Ngày xưa mà không có mặn này các bạn, hồi xưa ở quê không có mặn này. Kiếm sang không? Mà mỗi lần thèm cái chạy qua bên hàng xóm cái mẹ cho 2.000 cái bán mua 2.000 cứ cái kêu mẹ cho tiền mua mặn. Mua 2.000 mặn. Cái mừng nó gõ qua bà chính bán 2.000 mặn rồi bà chính bà kêu mà hái nhiều được 2.000 quá bên mình có giá hái nhiều ha. Cây nhà lá vườn. Rồi là rồi mấy mẹ con ngồi là làm cái mắm đường ăn. Thì quê mình chuyên gia là nhà ai có gì muốn mua tao bán rẻ. Đó là số mặn chiên xèm với làm. Mặn nó ngon mà nhớ hoài, mặn nó ngon ghê. Ăn với mặn da người. Mặn da người, cái mặn da người ngoài dì Tư á. Quá sao một cái khủng khiếp. Mặn ngon. Mặn cái mặn chỗ bên bên dì Tư Gương, mặn nó nhớ hoài. Ngon ghê, chấm mắm đường ngọt dễ sợ. Biết miếng gì đó còn nhớ anh Bảo không? Còn nhớ luôn vậy. Bữa trước hôm qua lên nhà mẹ Sáu đó có anh Hậu Hiệp đi đó. Sao con xuống gặp ai cũng hỏi con giờ bảo đó. Ai mời mọi người nha. Anh Hậu anh Hiệp hồi đó là chơi chung với Bảo. Mẹ không quên. Không mà người dưới quê tình cảm mẹ tính là tình cảm cực kỳ luôn. Cái mẹ nói ủa sao ba ngồi nói chuyện ai lâu quá ta. Cái tự nhiên mẹ thấy anh cười cái mới nhớ. Chứ tự nhiên mình cũng mấy anh đó bên quà sao mình nghĩ vô tới chỗ đó được. Ở này làm nghỉ anh Hiệp mà anh làm shipper thì ra anh đen thui. Shipper không mà anh đen từ nhỏ mỗi lần về quê em về quê mình với Bến Tre mình nghĩ mình đâu có biết ai dưới mẹ. Đi với mẹ ra chợ mấy lần đó mà lúc sau đi chợ mình cũng hỏi con vợ bảo hả rồi dâu bảy ra hỏi gì không à. Ở dưới quê giống như vậy. Mẹ ở trên chợ mà cái người khác xã cũng không biết. Tại vì nói chung mình ở mấy chục năm đó thì người có nhiều người cái lâu gặp nhau với ngày nào cũng đi chợ gặp nhau. Nhưng mà tâm lý lâu lâu gặp nhau lại thấy ngày vui chứ mà mẹ ha. Mỗi người đã chợ vui á. Chợ gặp nhau hàng ngày nên quen hết. Chứ không giống như ở đây nói chung nhà sớm gần nhất mới quen. Chứ cách nhau dài căn cũng không quên. Bởi mỗi lần về dưới quê sáng thấy như thích đi chợ. Mới hơi vui. Ông ngoại ông đi lâu lâu ông ngoại về, ông ngoại muốn về thiệt sớm. Đi ra chợ gặp người này kia chơi vui. Ông ngoại phải như là chợ Tết, chợ hình triệu chợ Tết á. Mới hổng. Không có cái cô ở bên chỗ quay nở không. Mới coi con Ngọc về bánh thằng Triệu, Ngọc quay clip trả thằng Triệu. Cái kêu điện thoại cho phải. Con bé này nó làm YouTube mà
nó quay chợ 1 triệu, quay chợ của chị á. Tôi chị lên chị coi nó thử thì nó cũng quen chị ơi. Ai gì bác phải nó nhỏ đó, cháu hàng xóm của mình. Cả thế giới luôn mà, cái YouTube này thực hiệu là cả thế giới luôn mình. Nên là cái sự kết nối rất là nhiều, kết nối. Mình nói thật với các bạn là hồi xưa giờ mình không có làm YouTube thì cũng chẳng bạn bè nào, mà những người bạn lâu năm chẳng biết mình ở đâu và làm gì, ngược lại mình cũng chẳng biết họ ở đâu. Từ khi làm YouTube này là gặp lại nhau hả? Rất nhiều bạn nhắn tin. Ôi Bảo ơi, lâu quá, mười mấy hai chục năm không gặp, là những bạn học chung ở quê ngày xưa đó. Nay cũng ốm vậy, không thay đổi, từ xưa giờ cũng ốm vậy đó, nhưng mà mặt cũng không thay đổi. Rồi cái người thì có thể là già ra một chút xíu. Ồ, nhớ bạn không, nhớ người này nhớ người kia không? Ồ, cũng hay ghê. Bữa giờ có 5-6 người ạ. Nhìn đăng mà nếu không còn tốt con nó không biết con nên đâu mà đám cưới hả? Ừ, anh đăng bước lên cũng đăng để xem YouTube nhưng mà nó có Facebook con. Dạ hả? Còn mấy người là không biết Facebook luôn. Tức là chỉ xem thôi, mà người biết thôi, là bắt đầu cũng để cái link Facebook ở dưới á. Nhưng mà Bảo á, là chơi bạn á, là được có cái là chơi từ lớp mẫu giáo tới giờ vẫn còn nhau. Hay là hay cũng có mẹ, nên cũng thương chỗ đó đó, phải Minh Trí lâu. Thế bữa hôm qua nhà cô là cô nấu đồ ăn nha, hồi Minh Trí à, xương qua nhà cô nấu đồ ăn. Lần đầu tiên ước là quen Bảo về đám cưới nhà của người Lê. Lê Khắc Lê. À Khắc Lê. Trời, nguyên một cái bàn bạn bè mà nói chuyện thân giống như gặp nhau như anh em lâu năm vậy đó. Tôi học lớp giống giáo anh em vậy, bạn từ bè nhỏ mà, từ nhỏ lớn mà. Như bạn, các bạn nhớ thằng Duy không? Đó, thằng Duy mà hay qua bên đây chơi nhậu với Bảo đó, cũng là học từ nhỏ lớn nguyên bên đó. Từ mẫu giáo vừa trai vừa gái, bây giờ vẫn còn liên lạc nhau. Bây giờ có đám cưới đám gì đó là vẫn còn gọi chị ấy, thích chị ấy. Nguyên một bàn bạn bè mà ngồi kể chuyện, một toàn kể chuyện ngày xưa không? Nhưng mà tụi này nó được có cái là cô Cúc là ăn sương nhất, Tết năm nào cũng tập trung lại thăm cô Cúc. Chưa bao giờ về thăm cô Cúc, năm nay thử thăm nữa. Phải có Tết về, không có Tết. Về Tết 3 năm. Thường là học Tết á, học một lớp rồi Tết mùng 4, 3, mùng 2 gì đó mấy đứa tập trung. Mình đâu có về Tết đâu. Tết là phải về nội, về bên chỗ nhà ngân đây, đâu có đi được. Khi nào mà có Tết nào mà không về á, về quê á, nó gặp được cô và mấy bạn. Thường đã học lớp 3 mùng mấy? Hả? Mùng mấy? Mùng 4, mùng 3 gì vậy? Bốn quá mấy năm, sáu bảy năm, sáu bảy năm mà không về Bến Tre, không về Bến Tre ngày Tết. Thường mùng 4 mình cũng học lớp bên lớp 9 hay gì. Vui, mùng 3 Tết về quê vui gặp mình. Đây mọi người ơi, thì bây giờ coi như là cái video mà ôn lại kỷ niệm xưa vào chiều mưa ngày hôm nay thì cũng xong rồi. Thì Bảo với Ngân cũng như mẹ rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và yêu thương cái gia đình mình. Hãy tiếp tục ủng hộ cũng như là chia sẻ rộng rãi những cái video của mình đến cho mọi người khác cùng biết, để cho cái kênh mình càng ngày càng phát triển cho mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.